Em chào thầy. Mình chào mọi Chúc người ơi, quay trở chúc lại. thầy. Rồi. Xin lỗi vì lớp vừa rồi đang dở dang một cái phần cho nó trọn vẹn cái bài giảng cho nên làm lấn giờ của các bạn một chút. Nhưng mà hồi nãy các mọi người vào có nghe được cái sơ đồ UK sự đoạn cuối không? Có. Dạ có thưa thầy. À, lứa của các bạn hình như học online trên Coursera cho nên là không vượt vẽ phần đó đúng không? Đúng rồi này, nó lại có chuyện quá. Tôi có chỉ qua nhưng mà vì lớp này là lớp mà học kiểu offline cho nên tôi chỉ rất kỹ. Thì cái video tôi để trên YouTube sau mỗi buổi giảng thì tôi nghĩ rằng các bạn có thể lên để download về để xem, nghe chưa? Đây là cái tư liệu để dành cho việc làm đồ án tốt nghiệp luôn đấy. Là mình có cái kiến thức để mình đọc, mặc dù cái UK diagram nó hơi đi nghiêng về một cái hướng gọi là traditional. Nhưng nó vẫn tồn tại. Cái lần cập nhật mới nhất của cái UK diagram là năm 2015. Tức là cái sơ đồ của cái tổ chức GML á. Nó cập nhật năm 2015 thì nó vẫn còn có ý nghĩa dùng trong cái việc là abstract, khái quát hóa cái ý tưởng làm phần mềm thì nó diễn đạt rất tốt. Cho nên mặc dù nó thuộc của trường phái là traditional chứ không phải là của Agile đâu, nhưng nó vẫn được dùng ít hay nhiều trong các dự án Agile để mình có thể dễ dàng communicate, trao đổi và giao tiếp. Cho nên là nó có ý nghĩa riêng chứ không phải là nó vô dụng. Thì cái bài giảng tôi giảng đợt này nhân online tôi giảng rất kỹ vì kỳ tới đây là hai cái lớp cuối cùng của kỳ này thôi, kỳ kỳ sau là hết rồi, là sẽ chuyển đến online hết thì các bạn sẽ bị hụt cái phần thông tin này. Thì tôi cố gắng tôi giảng kỹ luôn, đầy đủ luôn và tôi ghi lại video để coi như các bạn có thể có cái nguồn tư liệu tham khảo. Qua tuần thì như tôi nói cái lớp kia cũng là sẽ là về sequence diagram, đó toàn những sơ đồ xuất hiện ở đồ án tốt nghiệp và bên ngoài vẫn có luôn, các anh chị cũng có vẽ, dân dev có vẽ, cứ tới hệ người ta vẽ không chi tiết thôi, vẽ để phát thảo ý tưởng để trao đổi giao tiếp. Thì tôi nghĩ các bạn cũng nên có, nếu còn thời gian thì cũng nên ngó qua nó, không bổ bề ngang thì bổ bề dọc. Đấy là cái điều mà tôi cũng muốn chia sẻ thêm các bạn trước khi mình vào phần thuyết trình. À, anh em có điều gì trao đổi không trước khi mình đi vào phần thuyết trình ạ? Rồi vậy thì bây giờ hai nhóm kia tiếp tục thuyết trình nha. Có nghe rõ em nói không ạ? Thầy có Rồi nghe thấy rõ không ạ? thấy màn hình rồi. Cảm ơn. Dạ Các bạn toàn quyền chủ động trong sân khấu, chuyện chuyển cảnh và mọi thứ là chuyện của các bạn, tôi không can thiệp nha, dùng chữ tôi trong bài thuyết trình để cho mình tập quen với điều đó. Rồi, cảm ơn. Tôi xin phép nhận sân khấu từ thầy Hoài ạ. Hôm nay chào thầy và các bạn. Hôm nay nhóm chúng tôi sẽ nói về JavaScript framework test. Trước khi bắt đầu thì tôi xin phép được giới thiệu thành viên trong nhóm chúng tôi bao gồm là Lê Hoàng Khôi, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Quốc Đạt, Kiệt Khải Minh Khôi, Hồ Trần Khánh Duy. Tiếp theo, chúng tôi sẽ tóm tắt tôi sẽ tóm tắt sơ lược nội dung mà nhóm nhóm chúng tôi sẽ thuyết trình bao gồm Getting Started Using Matcher, Testing Alternate Code, Setup and Teardown Mock Function. Trước khi để đi vào phần demo thì tôi có một số yêu cầu để trước khi để mình bước vào phần đó. Đầu tiên chúng ta cần phải cài đặt Node.js và một IDE bất kỳ để viết code, và dưới đây tôi recommend chúng ta sử dụng VS Code. Và một chút sơ lược về JS thì JS là một thư viện testing được tạo bởi Facebook. Test với ý tưởng đầu tiên chỉ để test có những code React JS, nhưng mà càng về sau thì nó đã test được với cả các JavaScript ngày nay. Một cái lợi thế lớn nhất của JS là có thể hoạt động công suất rất là tốt với việc setup rất là ngắn gọn và dễ hiểu. Cuối cùng là cái chức năng chính là assessment và hỗ trợ mocking. Tiếp theo là phần demo và tôi sẽ xin mời bạn Minh Khôi sẽ thuyết trình về phần phần using matcher. Xin mời bạn Minh Khôi ạ.
À, mọi người xin đợi chút để bạn Minh Khôi chuẩn bị slide, chuẩn bị demo. Xin chào mọi người, tôi là Minh Khôi thì phần này tôi sẽ nói về các matcher trong trong chess. Thì như bạn kia vừa nói á, thì là cái phần sử dụng VS Code nó sẽ là một cái optional, nên là mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là mình sẽ bằng cách mình sẽ sử dụng NetBeans. Xin lỗi 30 giây, bạn có thể ví dụ dùng phím Windows và dấu cộng dấu trừ để phóng lớn cái màn hình khi cần thiết. Windows dấu cộng nó giống như cái kính lúp rọi vô nha. Hoặc là phóng phấn phông cũng được. Nói chung Windows dấu cộng dấu trừ để mình có thể focus vào một phần màn hình. Đều được, tùy bạn, nhưng mà để cho mọi người nhìn được cái màn hình code của mình. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn lời góp ý của thầy. Thì ở cái phần này, ở cái phần chess á, thì đầu tiên là mình sẽ chạy setup trước. Thì đầu tiên là mình sẽ bật cái thanh công cụ, cái thanh terminal của NetBeans lên. Thì để mà đảm bảo mình chạy được á, thì là mình sẽ tạo một cái dự án web web trước. Nhưng mà mình đã tạo rồi thì mình sẽ skip qua phần đó. Thì khi mà bật cái terminal lên thì các bạn phải đảm bảo là mình vào đúng được cái project mà mình đang sử dụng. Thì để mà chạy được chess á, thì đầu tiên là các bạn cần phải chạy qua cái lệnh này. Thì mình đã chạy rồi nên mình cũng sẽ skip luôn. Thì khi mà chạy xong cái lệnh này á, nó sẽ đẻ ra một cái gọi là một cái package JSON. Thì vô đây các bạn cần phải vô ngay cái script rồi test sửa cái này lại thành chess để mà thông báo với nó là mình sẽ sử dụng chess mà mình test. Rồi sau đó là các bạn sẽ chạy tiếp lệnh này. Thì trong cái bài thuyết trình này mình sẽ xin thiệp hoàng trước là mình sẽ sử dụng các project của cái project MathUtil mà thầy đã giảng để mà đối xứng qua với chess để mà so sánh hai thằng với nhau, cũng để mà giúp các bạn có thể so sánh được với lại nói chung là liên hệ được với chess. Thì mình sẽ sử dụng hai file chính trong kỳ này, đó là phương trình .js với lại phương trình .test.js. Thì trong cái phương trình .js này á, là nó sẽ giống như là một cái file JavaScript mà bạn dùng thôi. Thì ở trong cái file này thì giả sử như nó là một cái file thư viện đi chẳng hạn, thì các bạn sẽ tự tạo ra một số cái phương trình của mình. Để mà mình test được các cái phương trình này thì mình cần phải đưa nó vào một cái object. Rồi sau đó là mình sẽ export nó qua bằng cái lệnh này. Thì vào cái file function.test.js á, thì cái việc đặt tên rất là quan trọng. Cái việc đặt tên có cái chữ .test ở đây á, là khi mà thằng test nó chạy á, thì nó sẽ dò coi những cái file nào có chấm test để mà nó bắt đầu nó sử dụng. Thì để mà lấy được cái object mà nãy mình mới export qua thì mình sẽ sử dụng cái lệnh là require với lại cái đường dẫn ở đây. Thì trong cái cấu trúc test mà cái lệnh cơ những cái lệnh cơ bản nhất nó sẽ là test với lại expect cộng với một cái matcher. Thì cái cấu trúc test á, là dùng để mà khai báo một cái test case mới. Thì nó có cái cấu trúc là test rồi cộng với lại một cái string. Thì ở đây các bạn muốn để là gì cũng được, nhưng mà mình khuyên á, là bạn nên để sao cho nó rõ ràng
là tên của cái test case đó, để mà khi mà chạy thì mình dễ biết, dễ dò được. Rồi cái tham số thứ hai nó sẽ là một cái function. Thì trong cái function này á, nó sẽ có cái cấu trúc là expect cái, rồi mình sẽ nhét vô cái mà bạn cần test, rồi sau đó cộng với một cái matcher. Ở bên trong nó sẽ là cái kết quả bạn expected kết quả. Thì cái expect chấm matcher này á thì nó sẽ tương đương với lại cái nó sẽ tương đương với lại một số cái lệnh assert ở bên JUnit. Thì ở bên JUnit á nó có rất nhiều cái lệnh assert như các bạn đang thấy ở đây. Thì ở bên test nó cũng như vậy, nó có rất là nhiều cái matcher tương ứng. Thì đây, đầu tiên á là mình sẽ khai báo một cái hàm gọi là testing đi. Thì có expected nè với lại value, actual value. Thì cái cấu trúc expect hồi nãy mình đã nói đây. Rồi sau đó mình sẽ khai báo cái test case bằng cách như vậy. Nhưng các bạn cũng sẽ thấy là cái hàm testing này mình chỉ dùng đúng một lần, nên là cái việc khai báo nguyên một cái hàm mới mà chỉ dùng đúng một lần thì nó hơi thừa thải. Nên từ cái khúc này trở về sau, mình sẽ chạy hoàn toàn, mình sẽ sử dụng hoàn toàn bằng arrow function. Thì để chạy được cái bài test á, thì các bạn cần sử dụng cái console và chạy cái lệnh npm test. Thì như các bạn đã thấy á, thì khi mà chạy xong á thì nó sẽ hiển thị ra các cái test suit mà đã thành công hoặc thất bại đồ kia, rồi các cái test case. Thì đây sẽ là kết quả của các cái test case. Mình sẽ nói về các cái test case đó. Thì cái ví dụ đầu tiên á, cái ví dụ đầu tiên là mình sử dụng cái matcher to be, thì nó sẽ so sánh giữa cái actual này, so sánh về cả kiểu dữ liệu và cái value của nó. Thì như bạn thấy là ở đây nó sẽ trả về đúng. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi vô sâu về một số cái matcher. Thì cái nhóm matcher đầu tiên nó sẽ kiểm tra cái tính truthfulness. Thì cái tính truthfulness là gì? Thì cái tính truthfulness á, là nó sẽ là kiểm tra về một số cái kiểu dữ liệu mà gọi là truthful với false. Thì trong cái nhóm đó nó sẽ kiểm tra được là null, những cái hằng mà cho là null, undefined, defined, false với là truthful. Thì null với undefined là nó sẽ là kiểm tra những cái hằng mà nó bị null hoặc là nó chưa có xác định được cái kiểu dữ liệu. Còn false á là nó sẽ kiểm tra những cái dữ liệu mà trong hàm if ở bên JavaScript, nó sẽ trả về một, nó sẽ coi là một cái kết quả false, như là false nó là number, null, không, undefined hoặc là một cái string rỗng. Thì truthful á thì nó sẽ là tất cả các dữ liệu khác mà không phải là false. Thì đây là mình khai to be null, mình sẽ lướt qua một số cái matcher này. Thì to be null, đây mình khai báo một thằng là null thì mình expect nó to be null. Rồi sau đó mình gán nó một cái giá trị, thì ở đây là nó sẽ hết null nữa.
thì nó sẽ tương đương với lại cái test case này ở đây. Thì to be defined cũng vậy, khi mà mình khai biến cái vn này thì là khi mà mình chưa có dán giá trị thì nó vẫn chưa biết được n nó thuộc kiểu dữ liệu gì. Rồi sau đó là to be for c thì mình kiểm tra về false, không, null, chuỗi trống với lại undefined. Trước khi thì nó chỉ ngược lại với lại for c thôi. À, có cái này mình quên nói là để mà kiểm tra vậy như là nó khác với lại cái matcher á, thì các bạn sẽ dùng chấm not ở đằng trước. Xin lỗi, cái này mình quên. Thì tiếp theo là mình sẽ nói về các cái number matcher. Thì những cái này là nó xài để chủ yếu mà so sánh các giá trị số với nhau. Thì trong đó là sẽ có greater than or equal, less than or equal với lại equal. Thì đây sẽ là một số bài test của mình. Thì nó sẽ chạy đúng, thì tất cả những cái bài test của mình nó chạy đúng. Tiếp theo là sẽ dùng để mà match string. Thì mình sẽ thì cái matcher nó sẽ là to match, thì mình để vô đây nó sẽ là một cái regular expression. Thì nó sẽ test coi là cái chuỗi ở đây nó có đúng với lại cái nó có đúng theo cái nó có match theo cái regex đó không. Thì đây, thì kết quả là đây là trong cái chữ team nó không có xuất hiện bất cứ một cái chữ y ngắn nào hết. Rồi sau đó là mình sẽ nói tiếp về cái match của array với iterable. Thì mình sẽ sử dụng một cái matcher là to contain. Thì to contain đó, nó sẽ xét coi cái array đó nó có contain cái một cái object nào không. Thì đây mình khai báo một cái array, mình expect nó to contain beer. Thì cái kết quả của nó là ở đây. Rồi thì một số cái mình sẽ nói về match exception tiếp theo. Thì mình sẽ sử dụng to throw. Thì một số cái function á, khi mà chạy thì lâu lâu nó sẽ quăng ra một cái error chẳng hạn, một cái exception. Thì ví dụ như là cái function factorial mà mình nói chung là mình mượn của thầy Hoàng đây. Thì nó thì đầu tiên là mình sẽ expect ghi vô một cái function, rồi sau đó là to throw. Thì trong cái to throw này á thì nó có thể có tham số hoặc không. Nếu như mà không có tham số á thì là nó có throw là được. Còn nếu như mà mình để vô nó là một cái kiểu error á, một cái kiểu dữ liệu error rõ ràng, thì là nó sẽ match coi cái mình throw nó có đúng với cái là kiểu đó không. Nếu như mà mình để vô một cái string á thì nó sẽ so sánh cái string này với lại cái string khi mà nó throw cái error đó là đây, nó sẽ so sánh cái string đó với cái string này đây. Thì cái kết quả nó sẽ là ở đây. Thì tiếp theo là mình sẽ nói về data driven. Data driven thì nó cũng khác, nó tương đối giống với lại những cái test ở trên này. Nó chỉ cần thêm một cái là chấm toX ở đây. Thì trong cái toX ở đây mình sẽ pass vô nó là một cái mảng array.
Thì đây ở bên dưới này là mình sẽ chuẩn bị một cái mảng array trước, rồi sau đó là mình test to each đồ này kia, rồi sau đó là mình sẽ gọi một cái hàm trong gọi một cái arrow function để mà thực hiện cái bài test đó. Thì nó sẽ giống như là data driven bên JUnit, thì nó sẽ chạy lần lượt từng cái giá trị ở trong này để mà nó test. Thì hai cái bài này ở đây nó sẽ tương đương với lại kết quả của những bài test này. Thì phần trình bày của mình đến đây là kết thúc. Thì nhóm mình sẽ tiếp tục đi sâu vào cái test này. Xin cảm ơn. Tiếp theo xin mời bạn Dũng để tiếp tục bài thuyết trình là phần test outro. Mời bạn Dũng ạ. Xin chào các bạn ạ. Cho hỏi mọi người đã thấy rõ phần màn hình của tôi chưa? Thấy rồi nha. Ok. Tiếp theo thì tôi sẽ tiếp tục với phần testing asynchronous code. Thì ở đây chúng ta sẽ đi nhanh về việc asynchronous code là gì và nó khác biệt như thế nào so với synchronous code. Thì ở đây tôi sẽ có một cái demo đơn giản. Thì ở đây là chúng ta sẽ có một cái mảng gồm 4 phần tử. Thì các bạn có thể coi như cái mảng 4 phần tử này nó nằm ở trên một database đi ha, một cái cloud database đi chẳng hạn. Và ở đây chúng ta sẽ có hai function. Function thứ nhất là dùng để add một cái phần tử vào bên trong mảng. Và function thứ hai là dùng để in cái mảng đó ra console. Rồi ở đây nếu như theo như cách chạy thông thường thì chúng ta sẽ chạy từ trên xuống dưới. Function nào được gọi trước sẽ chạy trước, function nào được gọi sau sẽ chạy sau. Ở đây chúng ta sẽ chạy thử xem kết quả như thế nào ha. Vậy như các bạn có thể thấy là mặc dù function app được chạy trước nhưng mà khi print ra thì nó lại chỉ có 4 phần tử. Đó là lý do là vì khi mà chúng ta kết nối với các database trên cloud thì nó thường sẽ có độ trễ nhất định. Và ở đây tôi sẽ mô phỏng nó bằng việc dùng hàm set timeout ở đây. Thì ở đây function add user nó sẽ có độ trễ là vào khoảng 200 mili giây. Và function print user thì nó sẽ có độ trễ là 100 mili giây. Đó là lý do tại sao mà mặc dù function add này được gọi trước nhưng mà function print này lại được hoàn thành trước, tại vì nó có thể nó có độ trễ này nó thấp hơn. Và đó là lý do mà tại sao mà nó in ra rồi sau đó thì function add nó mới hoàn thành việc thêm dữ liệu vào bên trong cái mảng. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có thể sửa cái này như thế nào. Thì chúng ta thì tôi xin giới thiệu một khái niệm mới gọi là khái niệm callback function. Thì callback function nghĩa là gì? Theo như lý thuyết, callback function nghĩa là việc các bạn truyền một function vào một function khác dưới dạng một tham số để cái function callback đó nó có thể được gọi ở sau này. Nếu các bạn có học môn PRN thì cái này nó sẽ na ná như kiểu delegate ở trong C#. Thì ở đây, điều mà tôi muốn hiện tại đó là việc đầu tiên tôi sẽ phải thêm một phần tử vào bên trong mảng và sau đó print cái mảng nó ra cho mọi người cùng xem. Thì ở đây tôi sẽ truyền một function gọi là callback vào bên trong hàm add user, và sau khi cái hàm add này đã hoàn tất việc thêm phần tử vào rồi thì nó sẽ gọi hàm callback này. Callback này nó có thể là bất cứ gì, thứ gì cũng được, không quan trọng. Và ở trong trường hợp này callback function này á, nó sẽ là cái hàm print user này. Thì ở đây tôi sẽ truyền print user vào bên trong add user dưới dạng một callback function. Chúng ta sẽ chạy thử ha. Rồi, như các bạn có thể thấy là hiện tại chúng ta đã có đủ 5 phần tử. Và đấy là một ví dụ nhỏ để cho các bạn có thể hiểu callback là gì. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi tới việc test cái hàm callback này và những cái lỗi có thể xảy ra trong lúc test nó. Ở đây tôi sẽ có một cũng có một demo đơn giản. Đầu tiên là tôi sẽ có một cái string là user. User này ban đầu mặc định sẽ là rỗng. Tiếp theo là chúng tôi sẽ có một function gọi là function check user. Thì ở đây là đầu tiên là
function check user này sẽ lấy dữ liệu ở trên database về. Và cũng như lần trước thì việc lấy data này sẽ có một độ trễ nhất định, thì ở đây tôi sẽ set nó là 100 mili đi. Thì sau khi lấy data về rồi thì tôi sẽ gán nó vào cái biến cái string user này. Sau khi đã gán xong thì tôi sẽ gọi hàm callback, và ở trong trường hợp này thì hàm callback này nó sẽ là cái hàm test function ở đây. Thì tiếp theo chúng ta chạy tới hàm test, tới cái test case đúng của chúng ta, thì ở trong bài tôi sẽ định nghĩa cái hàm test function này. Ở đây cái hàm test function này nó sẽ khá là đơn giản, nó chỉ việc xem cái data mà nó được nhận vào nó có giống với cái string mà chúng ta mong muốn hay không. Sau đó chúng ta sẽ gọi hàm get user, chúng ta truyền cái hàm callback này vào. Ở đây sẽ là hàm test function này, chúng ta sẽ chạy thử. Rồi, như các bạn có thể thấy thì hàm của chúng ta nó sẽ pass như bình thường. Nhưng bây giờ tôi sẽ giả sử là cái data nhận về nó không khớp với cái mà chúng ta mong đợi chẳng hạn. Ở đây tôi sẽ chạy lại cái hàm test này. Rồi, như các bạn có thể thấy là ở đây nó báo test fail. Lý do lỗi là cái dữ liệu nhận vào đầu vào, dữ liệu mà nó nhận nó không khớp với dữ liệu mà chúng ta expect. Rất là bình thường, nhưng nếu các bạn kéo lên trên thì các bạn có thể thấy là ở đây, mặc dù ở dưới nó báo là chúng ta fail nhưng ở trên nó lại báo là pass. Tức là code của chúng ta nó vừa sai mà nó lại vừa đúng. Nó pass như bình thường. Vậy lý do là tại sao? Lý do là trong một bài test của Zest thì nó sẽ chạy từ trên xuống dưới. Thì chúng ta sẽ chạy thử ha. Đầu tiên là nó sẽ định nghĩa một function gọi là test function. Sau đó sẽ gọi hàm check user này, nó truyền test function vào, xong bắt đầu nó chạy lên đây. Ở đây trong hàm check user này chúng ta sẽ có, đầu tiên là nó sẽ lấy data từ database và nó có độ trễ là 100 mili giây. Và vấn đề ở đây chính là việc cái hàm test này nó không chờ đủ 100 mili giây này để cho cái hàm cái việc lấy data được hoàn thành, mà nó kêu là mày đang cần 100 mili giây để chạy á, ừ tao không chờ mày, tao chạy tiếp luôn. Nhưng mà sau khi chạy tiếp thì ở đây nó hết, nó không còn gì nữa, và thế là bài test kết thúc. Trong một bài test của Zest thì một bài test nó sẽ được coi là pass nếu như nó chạy được từ đầu đến cuối và nó không bị dính một cái error hay một cái exception nào. Và như các bạn có thể thấy thì code của chúng ta chạy đến đây và nó đã chạy xong mà nó không dính bất cứ một lỗi hay một exception nào hết, thì nó được coi là pass. Nhưng sau 1 mili giây thì dữ liệu là chạy về. Và sau khi dữ liệu chạy về thì nó sẽ bắt đầu gọi tới hàm callback này. Nó sẽ check, data sai này. Thế là nó lại báo, alo, test của mày fail rồi, lý do là tại vì data sai. Nên chúng ta mới có một cái trường hợp là bài test của chúng ta nó lại vừa đúng và vừa sai cùng một lúc như thế này. Vậy chúng ta sẽ sửa như thế nào? Thì đây, lỗi của chúng ta đó là bài test nó không chờ cho việc lấy dữ liệu này hoàn tất mà nó chạy tiếp luôn. Vậy thì ở đây chúng ta phải bằng một cách nào đó bắt cái thằng test này là phải chờ cho cái việc kiểm tra dữ liệu này được hoàn tất, rồi bài test nó mới được hoàn thành. Thì ở đây chúng ta sẽ fix cái lỗi này bằng cách ở đây chúng ta truyền vào một tham số. Tôi sẽ gọi nó là tham số đơn. Đây tôi sẽ demo trước, sau đó tôi sẽ bắt đầu giải thích dần dần sau ha. Rồi ở đây trong rồi, như các bạn có thể thấy là test của chúng ta nó chỉ còn một trường hợp fail thôi, chứ nó không có còn vừa đúng vừa sai như hồi nãy nữa. Vậy thì cái cách fix này nó hoạt động đó là chính là việc truyền một tham số đơn vào bên trong cái hàm mà chúng ta cần test ở đây. Thì ở đây khi thằng test này nó chạy nó sẽ thấy mày có truyền một tham số vào bên trong cái hàm mà cần test. Vậy thì bây giờ ta sẽ chờ cho cái tham số này nó sẽ được gọi ở đâu đó. Nó không quan trọng là cái tham số này được gọi ở đâu, nó chỉ cần biết là cái tham số này cần phải được gọi thì tao mới kết thúc cái hàm test này
Còn nếu không nó sẽ chờ hoài luôn. Thì ở đây giả sử nha, nếu ở đây mà mình để ra data, đây là data nhập về là đúng, nhưng mà mình không gọi hàm đơn này đi. Nếu mình không gọi hàm đơn này và mình chạy, đấy, thì như các bạn có thể thấy là bài test của chúng ta giờ vẫn sẽ fail. Lý do là bởi vì hàm đơn này chưa được gọi. Thì sau khi code của chúng ta đã kiểm tra dữ liệu xong rồi thì theo đúng bình thường nó sẽ thoát. Nhưng mà vấn đề là thằng test này nó sẽ để ý thấy là ê, mày chưa gọi thằng đơn kìa. Thế là test nó sẽ chờ để xem thằng đơn này có được gọi hay không. Và sau khi chờ quá 5 giây thì nó sẽ tự động timeout. Và đó là lý do chúng ta nhận được cái lỗi timeout này. Vậy nên sau khi hoàn thành bài test thì chúng ta sẽ cần gọi hàm đơn, kiểu như là để thông báo cho thằng test là alo, tao xong rồi, mày có thể thoát cái bài test này và thông báo kết quả. Còn cái việc catch error này, thì việc catch này là các bạn catch lỗi gì? Thì bản chất của cái việc mà data nó bị sai này, nó chính là một cái exception. Và ở đây, sau khi các bạn expect data to be nguyên giới hạn, mà giả sử ở đây data nhận về nó không khớp chẳng hạn, thì nó sẽ quăng ra một cái exception. Và cái việc catch ở đây chính là các bạn sẽ catch cái exception đó. Và trong cái catch này, nếu các bạn giả sử các bạn không gọi hàm đơn mà các bạn console.log lock cái error này chẳng hạn, thì code của chúng ta vẫn cũng sẽ báo lỗi. Đấy, nó sẽ báo lỗi timeout như bình thường. Lý do là tại vì hàm đơn vẫn chưa được gọi để thông báo là mày là cái hàm này đã được kết thúc. Đây là mặc dù lỗi vẫn được in ra như bình thường, nhưng mà cái hàm này nó vẫn sẽ fail. Lý do là tại vì nó chưa được, cái đơn này chưa được gọi để kết thúc. Đó là lý do mà chúng ta cần phải gọi cái đơn này vào đây, để truyền cái error này vào để báo cho chợ, để báo cho cái thằng test này biết là alo, tao đã cắt xong rồi, hàm đơn này cũng đã được gọi rồi. Tức là bài test của chúng ta đã được hoàn thành và mày có thể kết thúc cái hàm test này. Và sau phần dịch bày của tôi về asynchronous code và việc test nó tới đây là kết thúc. Thì tiếp theo tôi xin phép nhường sân khấu cho bạn Khôi để tiếp tục với phần setup và teardown. Alo, xin cho tôi hỏi là các bạn với thầy có thể có nhìn thấy được rõ màn hình của tôi chưa? Rồi, ổn. Dạ rồi, thì tôi xin phép nói tiếp phần setup and teardown trong chat. Thì cái phần setup and teardown này nó không hẳn là nằm trong unit test nữa. Thì nó có thể là lớn hơn unit test rồi. Nhưng mà tôi thấy ở đây là trong các testing framework đều có những cái phần setup and teardown này. Và tôi tìm hiểu thì thấy nó cũng khá là hay nên muốn giới thiệu đến tiếp cho mọi người. Rồi, thì setup and teardown, thì setup ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là mình chuẩn bị trước những thứ mà mình cần trước khi vô cái test case. Và teardown ở đây có nghĩa là mình sau khi test xong thì mình sẽ clear nó, mình phá bỏ những cái state, những cái trạng thái mà trong lúc test nó sinh ra chẳng hạn. Thì tại sao mà những phần mềm lớn đó, người ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật này trong lúc test? Thì có một nguyên tắc là lúc mà mình test thì mình sẽ không được để ảnh hưởng tới cái data bay được, hoặc là những cái data mà có sẵn. Tại vì test là mình test những cái hàm, những cái chức năng độc lập với những cái trong cái app chính của mình, cho nên mình phải cẩn thận là sau khi test mình phải trả data bay về trạng thái ban đầu. Rồi, thì ở đây tôi xin mô phỏng việc test với database bằng cách sử dụng mảng trong JavaScript. Thì đầu tiên tôi muốn test cái hàm mà insert một dữ liệu vào trong database. Thì ở trong my function này tôi sẽ chuẩn bị một cái hàm gọi là add new city vào trong cái mảng, vào trong database city chẳng hạn. Và tôi export nó dưới cái tên là insert to database. Và ở trong file test.js này tôi sẽ tiến hành test cái việc insert vào một database.
ở đây tôi phải chạy lệnh npm test. À, tôi xin lỗi, tại phần dưới chưa comment lại. Tôi xin chạy lại. À, ở đây các bạn có thể thấy là cái hàm insert new to database này nó đã chạy thành công. Nhưng mà ở đây một vấn đề là gì? Là sau khi chạy cái hàm test này thì cái database của mình vô tình đã có một cái dữ liệu mà mình đã test. Thì cái việc này á, đôi lúc sẽ có ảnh hưởng đến cái việc trong những cái test case tiếp theo khi mà mình viết liên tiếp những test case cho một file test. Thì để giải quyết được cái vấn đề này thì trong Jet nó sẽ cho mình những cái từ khóa như là after if và after all. Thì after if ở đây nghĩa là sau khi test xong một cái test case thì nó sẽ thực hiện một việc gì đó, và after all là sau khi nó chờ hoàn thành hết tất cả các test case thì nó sẽ thực hiện một việc gì đó. Thì ở đây tôi muốn là sau khi chạy xong cái test này, tôi muốn trả database về trạng thái ban đầu. Ở bên cái file myfunction.js, tôi đã mô phỏng việc trả database về trạng thái ban đầu bằng cái hàm restore initial database và export nó với cái tên là restore database. Thì ở đây tôi sẽ gọi lại cái hàm, tôi sẽ dùng after if để mô phỏng việc trả database về trạng thái ban đầu. Ở đây tôi tiến hành gọi hàm after if. Sau khi cái hàm test này chạy, nó sẽ chạy tiếp cái hàm after if để có thể restore lại trạng thái ban đầu. Ví dụ như đây tôi sẽ chạy tiếp một hàm add nữa với dữ liệu khác chẳng hạn. Giả sử như mình không clear nó. Đó, thì ở đây một hàm chạy đúng, một hàm chạy sai, tại vì nó đã có dữ liệu rồi. Và nếu như mình chọn là after x, mình sau khi mỗi test case thì mình sẽ restore lại. Rồi thì ở đây chúng ta đã thấy là hai hàm test đều đã chạy thành công. Thì sau khi insert cái này nó sẽ restore database và chạy đến tiếp cái test này, insert xong thì sẽ tiếp tục restore database. Thì đó là cách mà mình sử dụng TDAL trong lúc mà test. Rồi, còn nói về việc setup thì tôi sẽ xét đến một trường hợp khác. Ví dụ như là tôi muốn test một hàm update một dữ liệu trong database có sẵn. Thì khi mà muốn update đó, thì tất nhiên chúng ta phải cần có dữ liệu trước, đã cần có data trước đi. Nhưng mà trong trường hợp này, database của mình ban đầu là rỗng một cái mảng trống, và việc có data trước này á, là cái việc có data trước á, chúng ta không muốn nó ảnh hưởng tới cái database thật của mình. Cho nên ở đây chúng ta sẽ phối hợp giữa setup và teardown cùng một lúc. Thì ở đây before on, trước khi test, tôi sẽ insert tất cả các dữ liệu vào trong database. Và sau khi test, tôi sẽ clear nó để trả database về trạng thái ban đầu lại từ đầu. Và ở bên đây tôi có cái hàm để tiến hành việc update, mô phỏng việc update, và cái return của nó là số dòng được update. Rồi tôi tiến hành thử test với update này. Tôi chạy npm test. Đó, chúng ta đã thấy là cái việc mà test đó nó đã thành công khi mà chạy hàm test với function update đã thành công khi mà database không có dữ liệu. Thì trước khi đó chúng ta phải setup trước là bằng cách là insert dữ liệu vào chẳng hạn. Thì tùy trường hợp, thực tế là những cái app lớn đó, thì trường hợp mà chúng ta có thể chọn việc setup hoặc là việc teardown, thì cái cách này nó chỉ phù hợp với trong một những dự án phần mềm nhất định thôi, chứ những dự án phần mềm đôi lúc sẽ không phù hợp việc áp dụng setup và teardown này. Thì đây là một vấn đề cũng khá hay mà tôi nghĩ là sẽ có ích cho các bạn, cho nên tôi muốn giới thiệu đến. Thì đó là phần giới thiệu setup và teardown của tôi. Tôi xin phép kết thúc ở đây và nhường lại phần tiếp theo cho bạn Cường.
Xin cảm ơn ạ. Xin mời bạn Cường. Alo, alo. Cho hỏi mọi người thấy cái màn hình mình chưa ạ? Rồi, ok. Ok rồi. Thì hôm nay tới phần của tôi thì tôi sẽ nói về cái một kỹ thuật test là mock testing. Thì cái mục đích của cái mock testing là sao? Thì tôi ghi sẵn ở đây, đó là nó dùng để test các mối liên kết giữa các module hoặc là các hàm với nhau. Ví dụ như cái module này có gọi được hàm của module kia hay không, hay là các function này có gọi được function kia hay không. Mà mục tiêu của đó là không cần phải chạy đúng hàm. Nghĩa là sao? Ví dụ cái function của mình á, mình muốn test là nó có gọi được hay không, nhưng mà function đó mình không muốn thay đổi cái dữ liệu trong database, đúng không? Thì mình có thể chạy cái này, nó kia chỉ cần gọi thôi chứ nó không phải chạy. Thì ở đây nó có ba cái, tôi sẽ nói về ba cái cơ bản ở đây. Thứ nhất là chess.fn, thứ hai là chess.spyon, thứ ba là chess.mock. Ok. Thì cái hai cái này á, thì cái chess.fn á, có nghĩa là mình chỉ gọi tới cái hàm đó thôi, nhưng mình không có chạy nó. Thì bây giờ tôi ví dụ vậy, ở đây tôi có viết sẵn một cái test là test có function x cộng function x cộng 2 bằng 0 thì trả về x bằng trừ 2, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ test. Ok, thì nó trả đúng, đúng không? Trả đúng ở đây, các bạn có thể thấy ở đây. Nhưng mà nếu tôi ghi ở các mạng h mục tiêu equation mà nó bằng chess.fn, rồi tôi lưu lại và tôi test lại, boom, cái nó fail. Tại trên đây mọi người có thể thấy ở đây rồi. Đây tôi chạy lại. Cái fail là tại vì thứ nhất expected, ở đây tôi expected nó là trừ 2 nhưng mà nó là undefined. Tại vì cái hàm này nó đâu có chạy không, cho nên nó báo undefined. Còn cái chess.spyon á, chess.spyon thì nó sẽ chạy cái hàm. Ví dụ thì bây giờ là spyon. Tại công thức ở đây thứ nhất là mình sẽ đưa vô cái module nào và mình chạy cái hàm nào, thì ở đây là chạy hàm equation. Và sau đó tôi test lại. Ok, thì trả về đúng. Rồi. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ nói về cái phần mà test mối liên hệ với các module. Thì ở đây nó có hai cái module ở đây. Thứ nhất là matutil, nó có hai cái hàm. Là tìm một giải, tìm một số trong giải Fibonacci, và thứ hai là giải cái phương trình bậc 1. Thì ở đây sau đó tôi sẽ export ra ngoài. Rồi là tôi dùng export ở đây. Rồi sau đó tôi sẽ có thêm một cái module là app.js, nó có hai cái hàm là do Fibonacci và do equation. Nó sẽ gọi cái hai cái hàm bên kia của cái matutil này. Rồi để test, tôi sẽ qua bên đây test. Tôi sẽ gọi cái hàm đó. Ví dụ bây giờ bên đây đó là tôi sẽ kiểm tra xem là bây giờ cái module app này có gọi được cái matutil hay không. Thì bây giờ tôi ví dụ là tôi sẽ làm như matutil.fibonacci. Cho đầu tiên tôi sẽ mock nó trước, cái này là mock. Rồi sau đó tôi sẽ chạy cái hàm app chấm do Fibonacci. Ví dụ ở đây là 10 đi, tôi cho 10 đi. Rồi sau đó tôi sẽ test là expect nè. Cái hàm matutil, cái hàm Fibonacci của matutil nó đã được gọi, thì tôi sẽ đánh là to have been called. Đây là cái từ khóa của cái test. Đúng không? Rồi sau đó tôi sẽ test. Rồi đó mọi người có vấn đề. À tôi gọi lộn ở đây. Đó mọi người. Fibonacci rồi mới đúng. Chạy lại. Ok, là nó đã được gọi, là coi như nó đã được gọi. Nó gọi tới nhưng nó không có chạy cái hàm. Đó, rồi giờ tôi cũng sẽ test tương tự cho cái hàm equation luôn. Tôi cũng sẽ truyền sai số 1, 2 vô. Rồi để sửa cái này equation. Tôi chạy.
Ok, vậy có nghĩa là hai cái hàm của cái mắt UT đều được gọi thành công bởi cái module NAP. Thì cái test FN đây á, thì mỗi lần kiểu có một cái vấn đề ở đây là mỗi lần muốn test hàm nào thì mình phải khai báo nó, mình phải cho cái hàm đó bằng test FN trước. Tôi ví dụ nếu mà tôi không có khai báo thì sao? Không khai báo thì chạy cái nó sẽ fail, là nó báo fail. Thì nó báo ở đây là cái value function equation ở đây. Đó nó sẽ báo lỗi liền. Nói chung nó sẽ báo lỗi tại vì cái hàm do equation nó không có được mock. Thì cái hàm này nó sẽ không có chạy được. Rồi. Còn bây giờ nếu tôi muốn chạy cái hàm nó luôn thì sao? Thì giống như hồi nãy tôi nói thì tôi cũng spy on y chang hồi nãy luôn. Tôi gọi cái hàm equation. Tôi có kiểm tra được nó sẽ gọi được hay không. Còn cái thứ hai nữa, tôi sẽ kiểm tra được cái giá trị của nó trả về có đúng hay không. 1, 2, 2, 2, 2. Đó, bây giờ tôi cũng sẽ test lại. Thì nó vẫn chạy ok tại vì nó ra đúng kết quả. Rồi. Thì như hồi nãy tôi nói thì cả hai cái test by on với lại cái test FN này nè. Mỗi lần muốn test hàm nào á, thì mình đều phải khai báo tụi nó ra hết. Còn giả dụ bây giờ tôi nói cái hàm app nó gọi tới cái module mắt ưu tiêu, cái module app gọi tới module mắt ưu tiêu, mà lỡ cái mắt ưu tiêu này nó nhiều function quá thì sao? Thì sẽ có một cái gọi là test chấm mock. Và nó là mục tiêu của cái này á, tôi sẽ chung sẽ đưa cái mắt ưu tiêu vào mắt ưu tiêu.js. Rồi mục tiêu cái này là lấy chuyển tất cả các hàm của cái mắt ưu tiêu này thành cái chess.fn hết. Rồi sau đó tôi cũng sẽ chạy xuống như bình thường thôi. Rồi đó, sau đó tôi chạy là không cần kêu nó nữa, không cần khai báo nữa. Chỗ đây tôi không cần chạy khai báo nữa. Rồi bây giờ tôi chạy lại. Đó là nó chạy được ok. Đó là ba cái cơ bản nhất về cái mock. Còn nó đáng ra còn nhiều cái mặt khác nữa của cái function mock nữa, nhưng mà tại nó không đủ thời gian cho nên tôi sẽ không nói. Tôi chỉ nói ba cái cơ bản nhất thôi, đó là okay. Vậy là phần này là kết thúc cái phần thuyết trình của tôi. Còn phần tiếp theo tôi xin mời bạn Duy ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mời bạn Duy ạ. Đây là phần QA của bạn Duy. Mọi người có câu hỏi nào có thể đặt cho bạn Duy ạ. Nếu không thì mình xin phép kết thúc bài diễn thuyết trình. Dạ vâng, tôi xin nhường sân khấu lại cho thầy Hoàng. Xin cảm ơn phần thuyết trình thú vị của nhóm. Nhưng mà khi mà bạn hỏi có ai có câu hỏi gì không, phải để cho người ta lắc lắc một chút giây chứ, mày vừa mới hỏi câu xong mày nói là không có ai thì kết thúc sao nhanh chứ con. Mày tra tấn người ta cả gần hết một slot rồi, có đó mày không cho người ta vài giây để người ta định thần à? Khôi. Có đúng không? Bắt người ta nghe cả buổi nhưng mà trong đó chú không đủ cho đủ số giây cho người ta hỏi. Dạ, cái đó xin lỗi, đó là lỗi của em. Rồi, cảm ơn phần thuyết trình thú vị. Cảm ơn thầy ạ. Nhá. Xin lỗi. Con... Được rồi, cảm ơn bạn. Còn nhóm cuối cùng nữa đúng không? Hết chưa? Chứ còn thầy ơi. Đủ thời gian đúng không? Dạ đủ thầy. Chiến đi. Cảm ơn. Dạ. Cho mình hỏi là mọi người đã thấy màn hình của mình chưa? Rồi, thấy rồi. Rồi. Dạ. Chúng tôi xin bắt đầu bài thuyết trình của nhóm chúng tôi. Framework testing mà nhóm chúng tôi hôm nay sẽ làm là framework testng. Và trước khi vào bài thuyết trình thì tôi xin giới thiệu nhóm chúng tôi gồm có những thành viên, đó là bạn gồm tôi là Maya Huy,
bạn Phan Nguyễn Quỳnh Chi, bạn Dương Tấn Minh, bạn Hà Hữu Lộc, bạn Lê Nguyễn Minh Khoa và bạn Nguyễn Hằng Phố. Nhóm trưởng của chúng tôi là bạn Phan Nguyễn Quỳnh Chi ạ. Và để bắt đầu cho buổi thuyết trình hôm nay thì tôi xin giới thiệu về TNG là gì. TNG thực chất nó là một framework testing mà dựa trên sự kết hợp của hai framework rất là nổi tiếng, đó chính là JUnit của bên Java và NUX bên C#. Nhưng mà nó sẽ mang tới một số tính năng mới làm cho nó mạnh hơn và dễ sử dụng hơn. Cái framework này thì có thể sử dụng cho những loại testing như là unit test hay là integration và end-to-end testing. Nó được phát triển bởi giáo sư, đó là giáo sư Cedric Post. TestNG thì nó được viết tắt theo cái kiểu như là NextGen, theo hai chữ viết tắt là NG. Nó được gọi là NextGen vì nó có nhiều tính năng ưu điểm vượt trội hơn người đàn anh chơi unit của nó, là nó sẽ loại bỏ hầu hết cái hạn chế của những khuôn khổ cũ và cho phép nhà phát triển viết các bài kiểm tra linh hoạt và mạnh mẽ hơn với sự giúp đỡ của những annotation đơn giản. Hoặc là chúng ta có thể nhóm những test case lại với nhau, thực hiện những ràng buộc dependency và có thể truyền tham số cho nó. Và cuối cùng là nó có thể cho chúng ta in ra các bản báo cáo theo dạng HTML. Và đầu tiên giới thiệu về TNG thì tôi xin giới thiệu về annotation. Annotation của TNG đó là dùng để chú thích những cái phương thức nào đó sẽ được chạy khi mà được chạy hoặc là chạy trước hoặc chạy sau. TNG đặc biệt ở một chỗ là nó sẽ có một cặp annotation là before và after. Đây, chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 cặp, đó chính là tập before và after method, before after class, before after test, before after suit và before after group. Vậy những cái before after này là gì? Thì đầu tiên xin nói đến chính là cặp before và after method, là nó sẽ chú thích những phương thức nào mà chạy trước bất kỳ một phương thức test mà được khai báo, hoặc là tiếp theo là cặp before class và after class. Before class và after class là nó sẽ định nghĩa những phương thức mà sẽ chạy trước khi mà phương pháp thử gọi đầu tiên trong lớp hiện tại được mình chạy. Sau đó là tới cặp before và after test là nó sẽ xử lý những phương thức mà trước tất cả các, khi mà nó sẽ chạy trước và sau tất cả các phương pháp thử nghiệm trong các lớp thẻ đã chạy. Rồi tiếp theo là tới cái cặp before và after suit, thì cái này là một cặp rộng lớn nhất và nó sẽ chú thích những phương thức mà chạy trước khi mà tất cả các kiểm tra trong toàn bộ phần mềm này đã chạy. Và cái cặp cuối cùng nó đó là before group và after group, vì trong cái NG này nó sẽ hỗ trợ cho mình nhóm các test lại với nhau thành một nhóm, nên là cái annotation before và after group này sẽ cho ta chạy định nghĩa những phương thức mà chạy trước và chạy sau những nhóm test mà chúng ta đã gộp lại. Và có thêm một số annotation như là data provider, nó sẽ định nghĩa nó là một phương thức truyền dữ liệu theo hướng là data driven. Nó cho chúng ta tập hợp những dữ liệu theo dạng parameter vào trong một cái list và trả về cho test case để thực hiện. Và cái annotation parameter này thì cũng giống như ở trên, là nó sẽ cho chúng ta truyền dữ liệu theo tham số vào một test case nào đó. Sau đây thì chúng ta sẽ đến với những assertion đơn cơ bản của TestNG. Assertion là nó như một thư viện trong TestNG và giúp chúng ta gọi là verify những output trong những cái test case của chúng ta. Và tôi xin giới thiệu những test case gọi là những assert đơn giản của TestNG. Đầu tiên người ta có assert equal, nó sẽ nhận vào những giá trị actual và expect. Nếu hai giá trị này giống nhau thì coi như test case này sẽ pass. Còn nếu không thì nó sẽ, nếu mà fail thì nó sẽ không hiện ra gì hết. Đến cái assert tiếp theo là nó sẽ giống tương tự như assert equal ở trên, nhưng mà sẽ gồm thêm một biến, đó là message được người dùng đưa vào. Thì cái này nó cũng sẽ giống như cái trên, là nếu như hai biến expect và actual này bằng nhau thì nó sẽ cho là
test này pass. Còn nếu mà nó fail thì nó sẽ đưa ra một thông báo mà người dùng đã kiện vào. Và cái assert tiếp theo là assert equal, là nó sẽ so sánh hai biến boolean lại với nhau, là nếu mà biến actual và expect giống nhau thì là test pass, còn không thì sẽ fail. Và đây là những assert mà set điều kiện cho test case, thì bao gồm cái đầu tiên là assert true, là gồm một thành phần biến boolean, và nếu như cái này mà là như biến này mà là true thì nó sẽ cho là test pass, còn không thì nó sẽ báo ra một dòng lỗi assertion. Cái assertion true tiếp theo thì nó cũng tương tự cái trên, nhưng mà nó sẽ hiện ra một dòng message nếu như mà test case nó fail. Assert tiếp theo là assert false. Assert này sẽ set điều kiện cho test case là bằng, nó sẽ check ra một biến boolean. Cái biến boolean này nếu mà fail thì nó sẽ cho là một test case nó sẽ pass, còn không thì nó sẽ báo lỗi. Cái tương tự ở dưới cũng giống như cái assert false ở trên, nhưng nó sẽ hiện ra một message nếu như mà test case này không pass. Và để trước khi mình đến với group test của cái test engine này, thì mình xin mời bạn Hà Hữu Lộc sẽ demo một bài thì nhỏ về những lớp DAO, DTO trong ứng dụng web application. Xin mời bạn Hà Hữu Lộc. Mọi người cho mình nhớ mình đợi một xíu để bạn Hà Hữu Lộc chuẩn bị. Rồi xong rồi, stop đi, reset đi. Chào thầy và các bạn. Thì mình sẽ demo những cái cơ bản của test engine. Đầu tiên là mình sẽ có dữ liệu từ database. Và mình có copy một cái last của DTO của cái Java web. Thì nó sẽ có 3 hàm, nhưng mà mình chỉ test 2 thôi. Get on book, delete. File by ID mình chỉ test là file by ID với get on book thôi. Đây. Là hàm đầu tiên là test by ID mà mình sẽ đưa vào giá trị đúng của cái ID này. Thì mình sẽ gọi hàm từ database, sau đó chuyển book thành kiểu string và assert equal. Hàm thứ hai là mình sẽ đưa vào một cái ID size, thì nó sẽ trả về null. Book này nó sẽ trả về null, thì toString thì nó sẽ rule ra một cái null bottom exception. Thì mình sẽ dùng cái attribute là expected exception, giống như vậy. Mình sẽ assert equal. Cái hàm thứ ba sẽ là data root, cái này gọi là data driven testing. Thì mình sẽ khai báo cái object. Cái này là thứ tự, cái đầu tiên này là thứ tự của cái list. Cái thứ hai là một cái mà mình chuyển thành cái mình expect. Sau đó trong cái annotation test này, mình sẽ khai báo cái attribute data provider có cái tên giống như là cái name mà mình đã khai báo trước. Mình sẽ lấy ra một cái book list từ database, sau đó chuyển toàn bộ book list này thành kiểu list string. Sau đó nó sẽ chạy từng cái. Đây. Toàn bộ test này là pass. Mình thử xóa một cái
À không, xóa mà lại chỉnh một cái test case đây. Đó, test file lại. Đây thì nó sẽ báo là expect Lexus bus file. À, phần trình bày của mình đã hết à, nhóm à, nhóm của mình sẽ tiếp tục à. Cảm ơn các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn bạn Hảo Lộc về phần demo của bạn. À, tiếp theo mọi người xin đến với bài thuyết trình của nhóm mình. À, mình sẽ chuyển qua đó là phần group test của TestNG. Vậy group test trong TestNG có nghĩa là gì? Group test trong TestNG nó sẽ cho phép chúng ta tập hợp một số các test case lại với nhau để tạo thành một group và cho group này chạy chung một lúc với nhau. Và trong cái group test này nó không phân biệt là test case của mình nằm ở class nào hết, kể cả nằm ở hai class khác nhau thì nó vẫn sẽ chạy được. Và hồi nữa mình sẽ demo cho mọi người xem. Và TNG cũng cho mọi người đó là group lại những group mà mình đã tạo trước đó để tạo thành một cái group lớn hơn bằng những câu lệnh là include và câu lệnh exclude, thì giúp chúng ta loại bỏ những test case mà trước đó chúng ta đã nhóm lại với nhau. Và sau đây mình sẽ trình bày demo về phần dependency này. À, về phần, xin lỗi các bạn, là về phần group test này. À, mọi người có thấy rõ phần test này của mình không ạ? Hay có cần phóng lớn gì nữa không ạ? Được các bạn, tốt, nhìn được. Dạ rồi. Dạ, đầu tiên là giống chúng tôi sẽ test về group test trước. Ở đây ta có một cái group test, đó là một class group test gồm 5 test case, đó là từ 1 tới 5, và chúng ta sẽ nhóm lại theo là test case 1 là và test case 3 và test case 5 là có nhóm theo cái tên là check login, test case 2, test case 4 là theo nhóm check log cao. Riêng test case 5 nó đặc biệt một chút là nó sẽ nằm trong cả hai nhóm, đó là nhóm check login và check log cao. Rồi giờ đây mình sẽ trước tiên là mình sẽ demo trước về những test case mà có tên là check login thì mình sẽ cho chạy trước. Và mình muốn lưu ý thêm là trước khi bạn chạy testng thì bạn phải có một cái thư viện testng ở đây mình xài, đó là rồi check người kiến, cho nên là mình phải add tay cái TNG phiên bản 6.8.1 này vào và chạy theo. Và để chạy TNG thì có hai kiểu chạy, đó chúng ta phải chạy bằng file XML này hoặc là có thể chạy theo class cũng được. Trong demo này thì mình sẽ chạy theo file XML. À, ok, mình sẽ chạy thử một cái test case này trước nha. Ở đây mình sẽ expect nó ra là nó sẽ chạy tất cả những test case mà có tên là check login mình đã nhóm lại với nhau. Đó, chúng ta có thể thấy ở đây là ở đây ta sẽ có 4 test case bắt thành công 100%, đó là test case 1, test case 3 và test case 5. À, đây, test case 1, test case 3 và test case 5 nó đã có nhóm lại vào cái nhóm check login này nên nó sẽ chạy ra. Và ở đây đặc biệt một chỗ là mình cũng tạo ra một cái test case mà chung nhóm check login luôn, nhưng mà lại là một trong một cái class khác. Ở đây nó cũng sẽ hiện ra là test case 1 ở một cái class thứ hai đã chạy ra thành công. Rồi. Bây giờ mình sẽ demo tiếp cái group test mà nó sẽ nhóm các nhóm cũ lại với nhau thành một nhóm bự hơn nữa. Đây, chúng ta sẽ phải định nghĩa cái nhóm này bự hơn bằng cách xài cái thẻ tag là define và đặt tên cho nó là O. Ở đây sẽ gồm, nó sẽ chạy ra tất cả những test case nào mà có tên là check login và cả là check log cao là nó sẽ chạy ra hết. Đây, và khi mà chúng ta muốn chạy cái group bự này chúng ta sẽ đưa vào cái tag run, đó chính là tag include và cái tên của cái nhóm bự đó là O. Lưu ý là ở đây mình chỉ xài một class đầu tiên của mình là class group assemble test này thôi.
thì nó sẽ không có cái phần test cái checklogin của bên cái class thứ hai này. Ok, giờ mình sẽ chạy thử. Đây, bạn sẽ thấy nó sẽ chạy ra tất cả 5 test case trong cái class đầu tiên, gồm có cả test login và test logout. Đây, và nó sẽ không bao gồm cả cái phần test case ở bên class thứ hai này, tại vì mình không có định nghĩa nó trong cái nhóm bự hơn này. Và thứ ba, mình muốn nói về cái group test này á, là về phần exclude. Ví dụ như chúng ta ở đây có một cái nhóm check login đi, thì nó sẽ bao gồm là 3 test case, đó là gồm test case 1, test case 3 và test case 5. Nhưng mà bây giờ mình không muốn chạy test case 5 thì mình phải định nghĩa nó bằng một dòng lệnh là exclude name check logout, thì nó sẽ bỏ ra những test case nào mà có tên là check logout. Thì cái test case 5 này, mặc dù nó là có tên là check login nhưng mà nó cũng thuộc nhóm check logout nên nó sẽ bị loại trừ. Và đây mình sẽ demo thử cho các bạn xem. Đó, mình sẽ thấy là hai test case đã vượt qua 100%, đó là test case 1 và test case 3 được nhóm lại bằng tên là check login. Đó là xong phần demo về group test của TNG. Đây là những cái hình mình chụp lại từ cái demo nãy thôi. Tiếp theo, một cái thuộc tính khác mà cũng rất là hay của bên TNG là nó cho chúng ta tham số hóa những dữ liệu đưa vào. Chúng ta có thể đưa vào một số tham số ngẫu nhiên nào đó vào một cái hàm test, và chúng ta chỉ cần hướng dẫn TNG là bắt cái parameter tương ứng vào với cái annotation là parameter, thì TNG cho chúng ta truyền tham số vào test case theo hai dạng, đó là chuyển với testing, chuyển tới một file HTML hoặc là chuyển với một bộ data provider. Thì đầu tiên là với kỹ thuật mà chuyển bằng HTML thì chúng ta sẽ định nghĩa một cái parameter trong một file HTML, sau đó chuyển vào cái file test case bằng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xài theo HTML thì nó sẽ không hiệu quả nếu mà chúng ta chuyển vào những tham số phức tạp, ví dụ như là object hay là file từ database, nên là thay vào đó thì TNG chúng ta cũng cho phép chúng ta truyền parameter vào theo dạng là data provider, là sẽ nhóm một tập hợp những data lại và truyền vào test case của mình. Ở đây mình cũng sẽ demo luôn hai cái truyền tham số giữa dạng XML và data provider cho mọi người xem. Đầu tiên là chúng ta sẽ truyền tham số theo dạng XML. Muốn truyền được thì chúng ta phải xài một cái annotation tên là parameter, và đặt trong đó là tên của cái hàm, tên của cái parameter mà mình sẽ định nghĩa trong file XML. Sau đó mình sẽ chạy cái hàm parameter này. Hàm parameter này mình sẽ truyền vào một biến actual name và một biến expect name. Là biến expect name sẽ có tên là Mr. Somebody. Biến actual name mình định nghĩa bên file XML cũng tên là Mr. Somebody luôn. Vậy thì kết quả của bài test case này sẽ trả về là pass 100%. Đó. Trước khi chạy cái bài này, mấy bạn nên gọi là truyền tham số theo cái annotation parameter này và đưa tên của cái parameter đó vào đây. Rồi, đây sẽ demo. Và chúng ta sẽ thấy kết quả trả về là parameter truyền vào actual name nó bằng với cái biến expected name mình đã tạo trong cái test case, nên là bài test này sẽ pass. Okay. Tiếp theo mình sẽ demo theo dạng mà truyền parameter theo data provider. Thì ở đây mình sẽ tạo trước ra một cái tập hợp những dữ liệu trong data provider bằng một cái annotation là data provider và cung cấp tên cho nó là test data. Và trong cái bộ dữ liệu này mình sẽ có ba hàng thông tin, đó là một hàng là gồm một biến actual name và một biến expect name. Thì ở đây mọi người có thể thấy
ba đoạn này thì đoạn đầu hai biến này sẽ không giống nhau thì chắc chắn sẽ là fail. Cái tiếp theo dòng thứ hai thì hai biến này giống nhau thì chắc chắn sẽ là pass, và tiếp theo thì biến này cũng sẽ là fail do nó không giống nhau. Cái đoạn test này thì mình sẽ chạy thẳng trực tiếp luôn bằng class, mình sẽ không chạy thẳng qua bên mình sẽ không chạy bằng XML nữa. Thì trước đó thì mình phải truyền tham số vào cái hàm test case này thông qua một cái annotation là test, và mình truyền dùng lệnh là data provider và nhập tên của cái data provider mà mình đã đặt ở trên đây. Và hàng này mình sẽ xài cái hàm assert equal để check giữa biến actual name và biến expect name. Đây bạn có thể thấy ở đây là nó để là chỉ có 1/3 test case được hoàn thành. Giờ mình sẽ check coi những test case nào fail. Đó là test case của Mr. Nobody viết hoa và viết hoa một chữ cái ở biến thứ hai. Cái test case fail thứ hai là tiếp tục là cái biến Mr. Someone mà đã viết hoa hết và một biến Mr. Someone mà viết hoa chữ cái đầu, nó sẽ không giống nhau, phải trả về hai này là fail. Và chỉ có một cái biến Mr. Nobody này ở dòng ở biến thứ hai này nó sẽ pass. Cái phần này cũng là hình mình cắt từ cái demo hồi nãy thôi. Và cuối cùng là mình sẽ nói về thuộc tính gọi là phụ thuộc của TNG. Cái TNG này chúng ta sẽ được gọi là cung cấp một tính năng gọi là phụ thuộc. Đôi khi bạn muốn gọi là thực hiện một số phương thức nào đó trước một test case theo một cụ thể, theo một thứ tự cụ thể, như bạn muốn lấy thông tin hoặc lấy trạng thái của những method trước đó, thì TNG cũng sẽ support cái dạng mà phụ thuộc này, và nó sẽ support theo cái declare ở bên dưới. Ở đây chúng ta sẽ có xài những thuộc tính như là depend on method và depend on group, và nó sẽ được đặt trước cái annotation test. Ở trong dạng dependency này sẽ có hai dạng, là dạng phụ thuộc cứng là hard dependency và phụ thuộc mềm soft dependency. Hard dependency là sao? Là ví dụ chúng ta có ba method, là ba phương thức 1, 2 và 3. Thì nếu như phương thức thứ ba phụ thuộc vào hai phương thức là phương thức 1, phương thức 2, thì phương thức thứ ba sẽ chỉ chạy khi mà một trong hai hoặc cả hai phương thức trước đều là pass. Còn nếu như một trong hai cái mà fail thì cái phương thức thứ ba sẽ bị skip. Đó chính là về hard dependency. Còn về soft dependency thì vẫn là ví dụ trên, nhưng mà nếu như một trong hai test case trên hoặc là cả hai mà nó fail thì cái test case thứ ba phụ thuộc vào cái phương thức ba phụ thuộc vào hai phương thức trên nó vẫn sẽ chạy. Thì chúng ta sẽ đạt được điều đó bằng cái dòng lệnh là always run true. Và sau đây là phần demo về dependency của mình. Đầu tiên mình sẽ nói về hard dependency. Mình sẽ có đầu tiên là một test case, trước là bài test đầu tiên là first test. Thì cái bài này mình để asset true là bằng giá trị là false, tức là chắc chắn cái test case này sẽ trả về là fail. Và nếu như mà, và tiếp theo là mình định nghĩa cái bài test case thứ hai là phụ thuộc vào cái test case thứ nhất là first test. Thì nếu như cái bài first test này mà chạy fail thì chắc chắn cái bài test case thứ hai này sẽ bị bỏ qua, nó sẽ không chạy. Demo. Và bài này mình cũng sẽ demo chạy bằng class luôn, không chạy qua XML. Chúng ta có thể thấy ở đây là không có bài test nào vượt qua hết. Nó có để là một bài thì bị fail, một bài thì bị skip. Hãy chúng ta check trong đây là bài first đầu tiên là bài first test. Do mình đã đặt là assert true false nên chắc chắn là nó sẽ fail. Và do đó cái test case thứ hai phụ thuộc vào nó sẽ bị skip. Đây. Đó là về phần phụ thuộc cứng. Và phụ thuộc mềm thì mình sẽ demo theo phụ thuộc mềm là cũng sẽ như vậy. Mình sẽ cho cái test case đầu tiên là assert true là bằng false, sẽ chắc chắn là cái test case này nó sẽ chạy ra là fail. Nhưng mà đặc biệt là ở test case thứ hai này, mặc dù nó phụ thuộc vào test case đầu tiên là first test, nhưng mà mình đã đặt vào dòng lệnh là always run true, là nó sẽ chạy bất chấp nếu như test case đầu tiên fail hoặc là run.
À, thật là success. Thì mình sẽ demo cái bài này. Đây chúng ta thấy là 1 trên 2 test case đã pass. Thì trên đây nó sẽ để chúng ta là một cái fail thì chắc chắn một cái test case còn lại của mình là đã pass. Là do mình đã set cái test case đầu tiên là bằng false. Thì nó sẽ chạy ra là fail. Nhưng mà do nó không phụ thuộc mềm nên nó vẫn sẽ chạy. Đây chỉ có hai cái chạy chỉ một cái fail. Đây cũng là bài demo hồi nãy mình cắt hình ra. À, và đó là phần cuối cùng của bài demo của nhóm chúng tôi. À, cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Nếu như mọi người có thắc mắc nào có thể đặt câu hỏi cho mình ạ. Có ai có thắc mắc nào không ạ? Rồi, vậy mình sẽ xin kết thúc bài thuyết trình của nhóm mình ở đây. Cảm ơn thầy và mọi người đã chú ý lắng nghe. Em xin nhường lại sân khấu cho thầy Hoàng. Xin cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Mình cảm nhận điều gì khi... Hai nhóm cảm nhận điều gì khi... Mình có sự chuẩn bị nhưng mà không ai hỏi. Hơi buồn xíu. Tại sao lại buồn? Cảm giác hồi nãy không gì hết. Cảm giác là vậy thôi gì? Dạ. Bây giờ hiểu cảm giác của các thầy cô ngồi trước màn hình chưa? Trả lời. Dạ rồi thầy. Là sao? Hơi buồn. Do mình tâm huyết như thầy Hoàng mà ít người hỏi. Không, mày đừng nói tao, đừng nịnh tao. Chúng mày phải đứng thuyết trình, chúng mày mới cảm nhận điều đó, nhưng các bạn không quan tâm. Ủa, đây đâu phải cái em thích. Thực ra tất cả đâu phải tất cả các môn mình học ở trên trường đại học mình đều thích đâu. Thầy ngày xưa tôi cũng vậy mà. Nhưng mà thực sự mà ngày hôm nay và ngày hôm bữa chúng ta toàn là cốt thôi mà. Nó là cốt thật sự. Nói vui vậy chứ không phải để trách chúng mày, nhưng mà tụi bay thấy đấy. Trong mọi tình huống thì mình nên có cái tương tác một chút. Cái tâm lý của người Việt thì mình rất ngại hỏi trước đám đông. Các bạn đi hội thảo hay gì đó các bạn cũng sẽ luôn luôn thấy. Trừ phi bạn hiểu rồi thì không nói làm gì. Nhưng mà tôi tin rằng nếu mình chú ý vẫn có những cái mà mình còn lấn cấn, mình gợn gợn. Và mình vẫn có thể đặt câu hỏi được. Hỏi theo cách này hay cách khác. Và cho nên đấy là cái tâm lý chung của người Việt mình khi... Người Việt mình trong đó có cả tôi và các bạn. Chứ không nói là lão ấy chừa mình ra hay là tôi chừa tôi ra. Là chúng ta hay ngại phát biểu trong nhiều tình huống. Đây là điều tôi nghĩ là các bạn nên mạnh dạn tập. Nên mạnh dạn tập đi. Đừng có sợ. Đừng sợ. Ví dụ nếu mình sợ câu rằng là mình người ta đánh giá rằng cái câu hỏi của mình nó ví dụ như thiếu một chút xíu về tư duy não chẳng hạn, thì mình đôi khi tôi hay có cách hỏi kiểu này để mình vượt qua cái ngại ngần và để cảm giác của người kia người ta cũng không có muốn ý định chửi mình một câu hỏi. Dạ thưa thầy, hay là ok bạn Hiền, hay ok thưa sếp em hỏi ngu một tí. Đấy cũng là một cách giao tiếp đấy. Và khi mình đã nói mình hỏi ngu một tí, tức là mình đã chấp nhận rằng mình sẵn sàng bị nghe chửi trong cái câu hỏi vừa rồi. Nhưng mà mình đã tự gọi là hạ thấp mình chút xíu xuống cho cái đặt câu hỏi đó. Thì tôi tin trong 100 trường hợp thì đến 99 trường hợp người ta sẽ không chửi bạn vì bạn đã tự nói rằng là bạn đã không hiểu. Em xin hỏi ngu một tí. Em nghĩ là mình trước khi mình thuyết trình thì mình nên để một cái chủ đề mà ít nhất là hầu nhiều nhất, nói chung là đúng là hai nhóm cùng làm một cái vấn đề thầy, thì nó mới có cái sự tranh luận chứ. Như đợt có bạn bên nhóm kia làm cái X-Unit giống tụi em thì tụi em có thể ngồi xem xét là nhóm đấy nó hơn mình cái gì, nó ít hơn mình cái gì, nó tìm hiểu hơn mình được cái gì. Chứ dù mỗi bạn một cái thì kiểu nhiều khi như cái mấy cái nhóm chưa thuyết trình thì họ lo quá quan tâm để ngồi đọc lại cái code của mình hay gì đấy. Còn mấy bạn thuyết trình rồi thì bạn lại kiểu
không có trong cái chuyên môn mình đã nghiên cứu, cho nên là nó cũng khó. Thế cho nên là muốn có thích để mà có được cái sự tranh luận thì nên là chia đôi cái lớp ra, kiểu luôn luôn phải có những cái nhóm nó thuyết trình trùng nhau á thầy, thì nó hay hơn. Cái này em thấy thế thôi. Cảm ơn sự góp ý của bạn. Mỗi cái đều có cái hay cái dở. Vậy nếu bây giờ tôi chia đôi lớp, đấy là tôi nói đồng ý với cái quan điểm của bạn, nhưng cái là tôi phải nói con nói đi nói có lại. Vậy nếu tôi chia lớp thành hai nhóm thì có nghĩa là tôi phải bắt các bạn chọn ra một cái các bạn không thích chẳng hạn. Góc nhìn của tôi là nếu được 5 nhóm, 5 góc nhìn khác nhau cho 5 chủ đề khác nhau thì có phải bạn học cùng lúc bạn học được nhiều thứ. Tức là cho nên tôi đã nói mỗi cái có cái hai cái giờ. Nếu chia nhóm và hai nhóm debate với nhau thì những nhóm còn lại nó không phải chủ đề, nó cũng đâu quan tâm. Nếu phiên học của mình mang tính chất gọi là debate thì có khi là một chủ đề để debate cho tất cả. Nhưng đây không phải là mục tiêu của cái bài thuyết trình này. Tôi không phải là debate. Hỏi đáp để có nghĩa là có thể có sự quan tâm. Và biết đâu rằng có một người người ta chưa quan tâm điều gì cả thì người ta cảm nhận nghe qua bài thuyết trình của các nhóm khác, người ta thấy thú vị. Nên ý đồ của tôi đây không phải là theo kiểu debate, hỏi đáp cho những vấn đề, hay đơn giản là bạn còn tò mò chút xíu thì bạn muốn bắt đầu. Còn nếu mà có sự so sánh, tôi không có ý định đánh nhau ở đây. Cái chữ debate ở đây không có ý hàm ý đánh nhau. Tôi để các bạn lựa chọn theo cách các bạn thích. Vì thường chúng ta sẽ luôn luôn làm theo cái mình thích. Và vì mình thích thì mình không quan tâm chuyện khác. Đó cũng là một cái điều vừa có cái hay cái dở luôn. Bây giờ nếu nói rằng là các bạn khác đang lo chuẩn bị cái bài code của mình thì tôi lại bẻ luôn ở góc độ hôm nay không phải là lúc chuẩn bị, hôm nay là lúc để học cái góc nhìn của người khác. Hôm nay là lúc học góc nhìn của người khác. Và nếu bạn nói là đến ngày thuyết trình tất nhiên chả ai mà hoàn hảo đi, vẫn luôn có một chút xíu lo lắng, một phút chút xíu chuẩn bị ở giây phút cuối cùng. Nhưng lúc này chắc chắn không phải lúc ngồi chỉnh sửa code cho bài thuyết trình. Cái đó tôi sẽ khẳng định. Lúc này là nút chỉ nghe người ta để mình học phong cách thuyết trình, sự kỹ càng trong việc chuẩn bị. Và biết đâu gợi mở cho anh em nhìn điều hay. Làm Quân có tôi giải đáp cho cái câu của bạn, bạn có hình dung không? Tôi không đáng thuyết phục bạn theo. Em hiểu rồi thầy. Nhưng mà nếu giả sử lớp mà nên được 5 nhóm mà 5 chủ đề khác nhau thì nó mẹ, đó thật sự là điều đáng để xứng đáng để mà theo dõi. Hơn là cả nhau 4 nhóm làm về end unit hay 2 nhóm làm end unit, chán bỏ mẹ. Tại vì tao đâu thích end unit đâu mà mắt tao phải nghe. Đó đại loại vậy. Không. Nhưng nếu bạn mai mốt bạn đi vào công ty mà công ty nó chơi về toàn framework Node, JS cái thứ này nọ, JavaScript không thì cái bài phần test là phần xứng đáng rồi. Nhưng nếu công ty nó chơi theo Java thì test entry là xứng đáng rồi. Nhưng nếu công ty nó chơi Microsoft và nó phần nó viết theo kiểu C# rồi end unit là xứng đáng. Cho nên tôi để các bạn lựa chọn, nó có lý do của tôi. Mọi người có theo kịp ý của tôi không ạ? Vì công nghệ nó rất nhiều thứ để mình quan sát, mình phải quan sát, mình biết có thể mình không thích nhưng mình phải biết nó có chuyện đó. Vì nên nhớ là trong Microsoft, thì trong FPT software của mình hay các công ty khác, nó có rất nhiều nhóm dự án khác nhau và mỗi nhóm dự án một ngôn ngữ đấy. Và khi giả sử dự án là mình đơn rồi nha, có những dự án đơn và bạn được luân chuyển qua nhóm khác, bạn đừng nói với tôi câu rằng em không thích. Không có đâu, không thể nói câu đó được. Tất nhiên người ta đều hỏi ý kiến mình cả, nhưng người ta đều cho mình thời gian thích ứng. Bởi vì dự án có khả năng có dự án nó ngừng, khách hàng mình ra công outsource, có những dự án cuối năm nó không tái ký, chuyện nó có luôn. Thì không lẽ bạn ngồi chơi, bạn phải chuyển nhóm, bạn phải chuyển project. Và có khi một đang bình thường bạn làm 2-3 dự án khác nhau. Cho nên cái tôi cần nhìn, ý đồ của tôi đây là các bạn nên tập hỏi, nên tập nhìn đa dạng góc nhìn. Cho dù có thể đó là điều mình chưa bao giờ mình thích, nhưng yên tâm đi, trong công nghệ mà. Cho nên nếu mà bạn không quen vào JavaScript và bạn không thích JavaScript thì bạn đâu có được thấy được cái sự hay hồi nãy của nhóm đầu trình bày. Hay lắm đó, kỹ lắm đó, kỹ lắm và hay lắm. Còn nhóm sau lại có cái độ kỹ riêng cho việc chuẩn bị nội dung. Mình học được nhiều thứ chứ đâu cứ phải hẳn là cái code hay là cái framework đó mình thích. Không. Nhiều bạn chả thích JavaScript, viết nó kinh hoàng, nhìn nó kinh lắm. Góc độ nào đó nhìn nó kinh, nhưng mà góc độ nào khác lại nhìn nó rất linh hoạt. Cho nên tôi muốn chia sẻ cái cảm giác ở đây là các bạn phải nên tranh luận và trao đổi. Tôi không ý định là debate ở đây. Hỏi để tò mò, hỏi để làm rõ vấn đề, hỏi để có thể, ok, cũng có thể một câu. Mình vẫn tò mò về vấn đề là cái phần test của cái phần JavaScript. Thì bây giờ bạn có thể nói rõ cho mình cách để mình bắt đầu với JavaScript hay để bắt đầu với cái việc thí nghiệm của bạn. Thì nãy bạn nói cũng hơi nhanh, có thể cho mình biết cách mình làm lại được không ạ? Tức mình nếu mà bắt đầu thì cho mình cái link nào, URL nào để mình có thể để bắt đầu học.
bạn có thể nói vậy được mà. Cần phải cài cái gì, cần chuẩn bị cái gì, mình theo dõi, mình mới bắt đầu, cho nên mình gà chỗ này mình không biết bắt đầu nên cùng tool là công cụ gì, các gói nào mình cần download về trình cho anh mình để mình có thể bắt đầu thí nghiệm. Rồi bạn có thể cho mình xem cái kinh nghiệm học JavaScript ở cái chỗ nào là tốt. Quá, đấy cũng là một câu nói mà. Nên hy vọng anh em mình mạnh dạn tương tác, không ai nói đúng, không ai nói sai nhá. Kiến thức này thì nó rộng mênh mông lắm, tôi cũng chỉ biết một phần vớ vẩn nào đó thôi. Nhưng mà đoán trước, hôm nay tôi phấn khích về cách các bạn thuyết trình. Cách các bạn thuyết trình. Nên bữa sau để mình sẽ bình luận thêm một chút xíu nha. Nhưng mà tôi có thể nói trước luôn về cái kết quả của ngày, cái nhóm ngày hôm nay. Bữa sau thì còn cái dành thời gian cho những nhóm kia mình sẽ bình luận thêm. Thì cái nhóm đầu, thực sự trong tất cả 5 nhóm thuyết trình thì nhóm đầu của ngày hôm nay, tức là nhóm của Đạt, của Khôi, là nhóm có độ đồng đều các thành viên và nó cao nhất trong 5 nhóm. Đồng đều lắm luôn. Đồng đều ở các bạn phân chia, phân vai. Mà nó cũng hay cái chỗ là năm thành viên nói rất tốt. Tôi xin khẳng định nói tốt lắm luôn. Các bạn nói như vậy, đánh giá với cá nhân quan điểm của tôi là tôi phải nói tuyệt vời. Tôi không chê được. Cách từ các bạn chuyển cảnh cho đến cách các bạn mời thành viên khác vào, cách các bạn chuẩn bị cái bài thuyết trình ở demo, các bạn ghi chú tất cả những cái ghi chú, có thể các bạn tham khảo trên mạng hay đâu đó, tôi không cần biết. Nha. Tuyệt vời. Ngay ví dụ như có một cái phần thú vị là phần của bạn Khôi khi nói về phần tear down. Phần này đúng là tôi không có nói trong cái bài unit test, nó có hết cả. Nhưng mà tôi đã có đặt hàng tất cả các bạn là nên dùng ứng dụng trong việc database hay gì đó trong cái dự án để mình thấy tính thực tiễn. Thì việc mà các bạn nói được cái câu là phần tear down, thì các cái framework nào nó cũng đều có, test framework nào đều có. Tức là khi anh test anh có thể thay đổi bộ data. Nên nhớ rằng ở ngoài đời khi mà làm nghề test thì người ta có cái gọi cái môi trường gọi staging, tức là môi trường trung gian trước khi đưa vào production. Môi trường production là môi trường vận hành thực sự của doanh nghiệp. Thì khi doanh nghiệp người ta vận hành rồi thì dữ liệu đó là dữ liệu thật của người ta, mình không thể can thiệp. Cho nên thường mình sẽ có những bộ dữ liệu giả lập các thứ này nọ. Và cái môi trường đó gọi là staging. Staging là môi trường giả lập nha. Giả lập giống như người thật, người dùng thật, nhưng mà dữ liệu trên đó vẫn có để mình test. Nhưng mà thường thường đúng như bạn Khôi nãy nói, tức là dữ liệu người ta đã tham khảo, nếu ta chỉ select data lên thì không có, nhưng có liên quan database, có khả năng ta test cái phần update thì dữ liệu nó bắt đầu nó bị rác sau khi chúng ta đã thay đổi. Và lần sau ta chạy lại một test khác, ta cần phải có cái dữ liệu nó nguyên bản một chút. Thì cái khái niệm mà dùng các bạn đưa khái niệm là phục hồi lại data sau khi phiên test đã được xong, select thì không ảnh hưởng, nhưng mà select, update và delete, và bạn nói được cái phần mà phục hồi lại, tôi đánh giá cao ở góc độ các bạn tham khảo những tài liệu nào đó mà nó có được cái điều này, thì đó cũng là một cái công mà mình cần phải ghi nhận nhá. Rồi cái phần mà giải thích về bất đồng bộ, đồng bộ tuyệt vời. Phần callback, chạy cái khái niệm callback, khái niệm delegate, rồi cũng nó có một line đang có, nó có cái bà con hay họ hàng hay nó giống hay nó khác với thằng Lambda, nó có dính dáng bà con với nhau hay không. Đó, những cái điều đó đều đủ hay để các bạn có thể hỏi. Ủa tại sao không hỏi? Chơi C# là phải chơi delegate rồi, đúng không? JavaScript có callback rồi, thì vậy còn cái thằng mà kép, có một cái thằng nó cũng cái kiểu vớ vẩn đó, giống là cái thằng Lambda, vậy nó nằm ở đâu trong cái bối cảnh này, trong cái thằng delegate, nó là một hay là hai hay nó là khác à, có chuyện nó có nha. Bạn có thể hỏi đó, không có đùa đâu. Ủa, những điều đó hay đó, vậy sao không đó. Tôi đánh giá nhóm này đồng đều lắm, độ chuẩn bị kỹ càng, và tôi cho nhóm này 10 điểm. Có ai phản đối điểm 10 không ạ? Không. Người ta làm như thế thì không được điểm 10 mới lạ. Người ta kỹ quá, kỹ càng từng ly từng tí, người ta sợ cảm giác rằng là người nghe không hiểu. Người ta làm thì đến thế mà không được 10 điểm thì là các bạn có quyền feedback tôi, nhưng mà tôi cho 10. Tốt quá. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba và những nhóm còn lại thì chắc để bữa sau đầu giờ tôi sẽ bình luận rồi mình sẽ đi tiếp. Nói vậy để các bạn có một cái sự phấn khích, có một cái sự rằng tôi thực sự công tâm theo góc nhìn của tôi, các bạn làm tốt, các bạn xứng đáng. Điểm 10 này sẽ ghi vào trong cái phần cột điểm. Yên tâm đi, mai mốt trên Pháp các bạn sẽ thấy có cột điểm đó ở phần final. Thường tôi sẽ không bao giờ tôi đọc điểm các chi tiết thành phần, tôi nói luôn vì lý do rằng là điểm nó là một tính chất nhạy cảm cho các nhóm. Cho các nhóm mình bất công là sẽ có một chút xíu hờn ghen, một chút xíu không hài lòng hay gì đó, chắc chắn ai cũng vậy thôi, sẽ có. Thì tôi chỉ đọc điểm 10 cũng giống như khen thưởng là khen thưởng người
cốc ổi, mía ghim, cốc vàng, cốc xanh là điểm loại giỏi. Chứ còn những bạn khác thì bao nhiêu thì trong dao động, nhưng mà vẫn chưa đến mức được để khen thưởng thôi, chứ không phải là bạn tệ chẳng hạn. Thì tôi sẽ đọc điểm 10 như là sự khuyến khích và sự công nhận. Còn những điểm khác tôi sẽ không đọc, thì chắc chắn điểm nó không có tệ. Tôi không, sẽ không phải là người cho điểm theo kiểu sát phạt các bạn. Tôi luôn cho điểm theo kiểu khuyến khích để các bạn có cảm hứng học, vì ngay bản thân tôi cũng phải học được các bạn luôn, chứ không phải đùa. Đó, cho nên là điểm 10 tôi sẽ đọc, với những điểm khác tôi sẽ không đọc. Nhưng đừng nghĩ rằng là tệ và thầy Hoàng sẽ khốn nạn cho chúng mày điểm thấp, đâu không có. Thầy Hoàng ghi nhận cách làm, nhưng mà mình luôn luôn có động lực để vươn lên. Đó. Cái đoạn bọn được điểm 10 thì nó cảm giác nó chả còn gì phấn đấu, nó sẽ chết từ những lần sau thì nó chủ quan. Có thể ai biết đâu được, muốn ai chết thì khen người ta. Đấy là cái cách mà dân gian người ta nói. Nhưng mà dù sao, điểm 10 này là đối với cá nhân tôi. Cá nhân tôi, vì tôi có quyền phê điểm là xứng đáng. Cảm ơn các bạn. Mình sẽ gặp lại nhau ở tuần sau. Tôi sẽ bình luận ở đầu giờ cho những cái phần còn cần điều chỉnh thêm một chút xíu góc độ thể hình. Nhưng nói chung các bạn ổn nha. Lứa này các bạn là khá đấy. Lớp mình làm tốt đấy, không phải đùa đâu. Tất cả các nhóm. Nhưng có những cái sự nổi trội hơn. Thì tôi ghi nhận trước đã. Cảm ơn cộng đồng mạng đã theo dõi đến thời điểm này. Video này tôi cũng sẽ stop lại, nhưng mà tôi nghĩ rằng bài này hôm nay các bạn làm tốt thì tôi sẽ xin phép các bạn để share lên trên YouTube, có được không ạ? Dạ được ạ. Các thành viên có đồng ý không? Dạ được. Tôi thấy các bạn làm quá tốt nhé. Rồi thì tôi sẽ share sau, nếu các bạn đã đồng ý thì cảm ơn. Tôi sẽ ghi tên các bạn trên trong đây, rõ ràng được của các bạn. Cảm ơn mọi người, chúc cuối tuần thứ năm vui vẻ. Tuần sau chúng mình sẽ học về bắt đầu một số thứ khác nữa, cũng vẫn là thao tác thực hành, vẫn liên quan đến môn testing của mình. Nhớ nha, tôi vẫn đang đi trong mạch của môn testing. Chỉ có điều là mình có được những cái thao tác thực hành, và chúng mình cũng chuẩn bị cho các bài thuyết trình tiếp theo nữa, là mình kết thúc cuộc tình của chúng ta. Bài thuyết trình tiếp theo tôi cũng đủ cho thời gian cho các bạn. Thường thường mình cũng sẽ tốn 2 buổi để thuyết trình liên quan đến phần functional testing, test automation. Sẽ đến ở tuần sau, tôi sẽ mồi vào những câu chuyện đó. Rồi, chúc mọi người cuối tuần thứ năm vui vẻ. Cảm ơn mọi người. Rồi chúng ta có thể off, tôi sẽ stop và mình gặp nhau sau.